các anh chị đã quay trở lại với kênh chia sẻ những vấn đề liên quan đến trong ngành tập đoàn công nghiệp. Video ngày hôm nay thì kênh muốn chia sẻ tới mọi người một vấn đề. Đối với những anh chị mà mới làm về tập đoàn công nghiệp, em nghĩ đó là một trong những cái tư liệu, cái tài liệu mà anh chị cần bổ sung tham khảo. Đó là cách để chúng ta có thể cho chăn và đồng dặm một cách đơn giản và hiệu quả. Đối với những cái lồng máy lọc công nghiệp thì về cửa máy lọc công nghiệp thì đều thiết kế một form chung, nó là miệng nó không được rộng cho lắm. Đấy, để khi mà quá trình giặt ấy thì đồ nó không bị đẩy ra bên ngoài. Đấy, và trong khoang lồng này sẽ rất là rộng anh chị nhá. Và tiện đây thì trên tay em đây là dung dịch nước giặt mà em đã chuẩn bị sẵn. Thì ở trên phễu này là đều có những cái phễu cấp hóa chất tự động, dung dịch giặt tự động anh chị nhá. Thì thay vì chúng ta phải bác ghế, chúng ta phải kiêng lên thì chúng ta có thể đổ trực tiếp vào lồng. Đây ạ. Chúng ta sẽ đổ trực tiếp đây, nó rất là tiện trong quá trình khâu mà chúng ta cho đồ chăn vào. Chúng ta không phải mất công, chúng ta phải trèo lên rồi là chúng ta đổ cốc phễu dung dịch giặt lên phễu số 1, số 2 nữa. Đấy, mà chúng ta chỉ để thời gian chúng ta đổ cho cái phễu cấp nước xả thôi. Đấy, sau khi mà đổ xong như này thì chúng ta bỏ cốc ra và chúng ta sẽ tiếp tục cái khâu đầu tiên, chúng ta sẽ là phân loại đồ anh chị nhá. Phân loại đồ này thì ở đây đang có rất là nhiều loại đồ đa dạng khác nhau, chăn nông và chăn sông Hồng này. Đấy, thì khâu phân loại đồ đấy anh chị không gấp đồ anh chị nhá, mà anh chị rũ nó như này thôi em, và anh chị cho đồ vào này. Đấy, cho đồ rất là nhẹ nhàng anh chị nhá. Đến cho cái chăn tiếp theo. Với dòng thiết bị giặt sấy công nghiệp này thì hoàn toàn nó có thể xử lý được một mẻ ba cái chân to này nhá. Đây này. Đấy, nhá. Anh chị lưu ý cho em, nếu như mà cái phương án anh chị chắc mà cứ đẩy như này vào ấy thì cái lồng máy giặt nó sẽ cướp nó đẩy ra. Thế nhưng mà bên khoang lồng thì còn rất là rộng, thì trong quá trình giặt anh chị có thể làm như này, đẩy ra bên này, ra bên hông, sau đó tay chúng ta quay này, đấy, quay như này thì chúng ta vào chăn nó rất là nhẹ nhàng. Đấy, thì có thể rét thêm một cái chăn to này nữa anh chị nhá. Đây, cái chăn này nó phải rơi gần khoảng 6,5 cân. Đấy, chúng ta phải rét này, rét này chúng ta quay này. Đấy, các quay này, chúng ta quay này. Đấy, và chúng ta đã cho hết vào trong này. Đây chị nhá, đây cái khâu mà cái động tác em cho chăn nó rất là nhẹ nhàng và nó rất đơn giản và nó hiệu quả. Nếu như mà với thể tích lồng máy giặt như này mà anh chị cho chăn hay chữ ấn, cứ ấn vào, thứ nhất là nó mất sức, tốn sức của mình, thứ hai là có thể là anh chị không biết cách thì anh chị đã không cho cái lượng chăn được vào hết trong lồng giặt anh chị nhá. Và giờ khi mà chúng ta đã cái khâu lựa chọn, tức là phân loại đồ giặt chăn bẩn nhiều, chăn bẩn ít ra rồi, chúng ta lựa chọn chương trình phù hợp, chúng ta cho nước giặt nước xả phù hợp rồi, chúng ta đóng cửa này này, đóng cửa này, sau đó chúng ta chọn chương trình phù hợp. Ở đây thì tích hợp trên chương trình của máy giặt sấy công nghiệp thì em đã cài đặt phù hợp cho tất cả các loại chương trình, như là chương trình giặt chăn bẩn ít, chăn bẩn nhiều. Đấy, thì ở đây em nhận định đó là cái chăn này nó hơi bẩn nhiều thì em sẽ ấn chọn chương trình mặc định V2, sau đó là em sẽ ấn cho chạy. Đấy, xong thì hệ thống máy sẽ tự động chạy anh chị nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ cấp về phễu nước xả này. Phễu nước xả chúng ta sẽ đổ, đối với chăn chúng ta sẽ đổ 3 chăn này, bây giờ có 25 cân chúng ta sẽ đổ tầm bằng này nước xả. Và chúng ta cho vào phễu số 4 này. Phễu thứ 4 này thì cái nước xả sẽ cấp tự động anh chị nhá. Đấy, thì vừa giờ mình vừa chia sẻ với mọi người một cái vấn đề đơn giản và cơ bản trong ngành giặt là công nghiệp mà chúng ta ai cũng cần phải sử dụng tới. Thì mọi người xem hết video thì nhớ ấn đăng ký và đừng quên ấn vào nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ những video chia sẻ những kiến thức, những vấn đề liên quan đến trong ngành giặt là công nghiệp. Mọi người nhớ ấn vào nút chuông bên cạnh mọi người nhé. Và giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nhé.